Kính chào quý vị và các bạn. Miền Bắc đã nằm sâu trong khối không khí lạnh ổn định, lại liên tục đón nhận các đợt không khí lạnh mạnh mới nên thời tiết trên toàn vùng nhìn chung đều là có kiểu thời tiết nắng ráo, rét hanh, đêm rét sâu do hiện tượng phát xạ nhiệt. Vì thế, người dân cần chú ý bảo vệ đường hô hấp để tránh bị ảnh hưởng bởi độ ẩm thấp và sự thay đổi nhiệt độ lớn. Cụ thể là nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 20 đến 23 độ, ban đêm 14 đến 17 độ, trời rét đậm ở vùng núi cao. Nơi có kiểu thời tiết bất lợi nhất hiện nay là các tỉnh miền Trung. Khu vực Bắc Trung Bộ mang kiểu thời tiết của miền Bắc, đó là rét hanh và khô ráo. Còn khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận, trời đều có mưa, mưa vừa mưa to. Trong đó, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho đến Bình Định, lượng mưa đạt là 200-300mm trong 24 giờ. Thậm chí Quảng Nam đến Phú Yên, lượng mưa có thể lên tới 300-500mm trong 24 giờ, có nơi cao hơn. Do có mưa lớn nên trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 3. Các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu vực đô thị, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Về tình hình nhiệt độ, trưa chiều giao động trong khoảng là từ 21 đến 24 độ ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và 25 đến 28 độ tại Đà Nẵng đến Bình Thuận. Cuối cùng là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nơi đây cũng chịu tác động của đới gió đông trên cao nên mưa rào và dông chủ yếu xảy ra về chiều tối và tối. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Vào ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ phổ biến ở mức là 28-31 độ tại Tây Nguyên và 30-33 độ tại Nam Bộ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa phổ biến có mưa vài nơi, thịnh hành gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, ít thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo, ngay sau đây là dự báo chi tiết cho các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi thấp hơn. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, phía nam 23 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa vừa mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Tin thủy văn, thủy triều cao, mực nước trên các sông dao động chủ yếu theo thủy triều,
Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,15 đến 1,35 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,65 đến 1,85 m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,25 đến 1,45 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,05 đến 1,25 m.